ta xem lại bắt cóc nụ rồi ra tay sát hại cổ chứ. Lúc đó cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, chứ tôi nào muốn. Cổ chết là do Ái Nhi, cô ta xuất hiện và nhận chị em với nụ. Tôi sợ tình chị em sẽ làm cho nụ mềm lòng và không giữ lời hứa, giữ kín thân phận của tôi. Cho nên tôi đành phải bắt cổ đưa đi chỗ khác. Cậu không còn là cậu Tư mà tôi biết ngày trước nữa. Tôi sẽ nói cho Ái Nhi biết hết tất cả về cậu. Cô dám làm vậy hả? Nếu mà cô nói ra tất cả mọi thứ là coi như là cô đã triệt luôn đường sống của tôi rồi. Cô biết không, mấy người trong nhà đó mà biết chuyện này chắc chắn sẽ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, lúc đó sẽ chiếm hết phần gia sản của mẹ con tôi. Cô làm như vậy chẳng khác gì giết chết mẹ con tôi, cô biết không hả? Tôi xin nụ mà, nụ đừng có về đó được không? Tôi xin nụ mà. Nụ thương tôi, thương tha tôi, cô đừng nói ra gì hết, có biết không? Tiền đồ tôi sẽ chấm dứt hết khi mà mọi người biết được sự thật đây, cô biết không hả?